anh. Dạ. Mai đi mai đó. Mình không phát tâm tu hành thì mình đâu có bệnh tật gì đâu, mà mình phát tâm tu hành thì lại như thế này, bình thường như con mà không phát tâm thành vô thượng chánh đẳng chánh giác thì không sao, nhưng mà phát tâm như thế rồi là đầy đủ các thứ tới đánh đập chửi mắng để thử cái lòng của mình xem có vượt qua cái khó khăn, cái bệnh tật. Tại vì khi mà mình phát tâm tu hành là mình muốn chiến thắng bốn cái nỗi khổ gọi là sanh già bệnh chết, nhưng mà bệnh là cũng nằm ở trong đó. Thì cái đấy nó tới với mình để xem mình có sợ hãi cái bệnh này không, để mình chiến thắng cái mức độ